Đang bên phải kia gồm 4 động tác. Em kéo đằng sau là nâng lên, còn đẩy xuống dưới là hạ xuống, còn bẻ sang bên phải là mở gầu, bẻ vào trong là vào gầu. Xin mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày thứ hai Mạnh có mặt ở Mù Cang Chải. Đây là em Hitachi Zaxis 75US trừ 3, được em rùa mua về từ ngày hôm trước. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho em rùa cái cách kiểm tra máy trước khi làm việc và hướng dẫn về phần thao tác để vận hành các bạn này. Và em này thì đang nằm trên một mảnh đất giữa đồi, view rất là đẹp. Thì như các bạn cũng biết rồi, trước khi vào làm việc thì chúng ta cần phải kiểm tra máy để đảm bảo cho máy của chúng ta hoạt động tốt. Và hôm nay thì mình cũng chia sẻ để em rùa sau này có thể tự làm. Đây. Và phần đầu tiên thì trước khi làm việc thì em sẽ kiểm tra cái phần dầu mỡ nước trước em ạ. Đấy, nó nằm ở cái phần cabo. Bây giờ em sẽ lật cái cabo lên. Đấy, con này cabo thì em phải ấn mạnh vào thì mới mở ra được. Đây, ấn ấn vào bên này. Đấy, giật cái kia lên. Đấy, rất là nhẹ nhàng. Đấy, có cái phần cái cây chống kia nhá, nhớ chống vào không, lúc đang thăm dầu thăm mỡ là nó sẽ bị rơi. Có cái rẻ không? Có cái rẻ để em rút thước thăm dầu thăm mỡ lên để em lau cho nó dễ. Đấy, có tờ giấy cũng được. Lần sau trước khi làm mình cứ bỏ một cái rẻ lên để cho nó mình thăm dầu thăm mỡ lau kính. Đây. Thì thông thường thì cái cây thước thăm dầu nó sẽ nằm ở đấy. Đấy, em rút lên. Rồi. Bây giờ trước mắt thì cứ lau nó đi đã. Đấy. Lau nó đi. Lau sạch đi. Sau đó thì mình sẽ cắm lại vào cái lỗ đấy. Đây, cắm hết chân luôn. Cứ cắm thẳng Đúng rồi, cứ cắm thẳng vào. Sau em rút lên ra. Đấy, lại đang dậu nghiêng máy rồi. Đấy, cắm lại phát nữa xem nào, xem nó sẽ lên tới đâu. Ấn hết cỡ chưa? hết cỡ Rồi, rút lên. Đấy, máy hiện tại thì đang theo kiểu đậu nghiêng nên là thước nó đang bị chênh. Bây giờ thì anh hướng dẫn luôn nhé. Đây, đây là cây thước này. Thì cái cây thước này thì bây giờ là cái vạch dưới này là vạch tối thiểu. Đây là vạch có cái lỗ này là cái vạch gọi là vạch tối đa. Đấy, thì dầu nhớt của mình khi mà mình trước khi làm việc mình rút ra mình kiểm tra nó nằm làm sao nằm ở giữa cái vạch tối thiểu và vạch tối đa này được. Đấy, đừng để nó thấp quá. Thấp quá thì khi máy đậu dốc độ nghiêng thì là nó thiếu dầu, thì nó ảnh hưởng đến máy. Còn nếu mình châm mà nó đầy qua cái mức mà cái chấm trên này đi thì nó nhanh nóng máy và đặc biệt là phá phớt. Khi mà mình ngày nào mình cũng kiểm tra thì nó nằm ở mức giữa này ấy, thì nó chỉ chênh nhau lên một tí hoặc là xuống một tí thì là được. Vì là chênh nhau một tí vậy thì do mình còn đậu nghiêng máy, đậu dốc máy, đậu sai máy nên là nó chênh nhau một tí. Còn ví dụ như mình đã đậu bằng rồi mà nó hụt hẳn xuống phần dưới này thì là máy đã có vấn đề. Hoặc là khi đang ở vị trí giữa này mà nó dâng quá cái mức tối đa này thì tức là máy của mình cũng đang có vấn đề. Thì cái này mình cần phải theo dõi xem là dầu ở đâu sang hay là như thế nào. Đấy, nên là mình ngày nào mình cũng phải rút thước thăm để kiểm tra. Đấy là về phần cái thước này. Rồi, tiếp theo thì đây. Tiếp theo nữa là đến cái phần nắp két nước đây, chưa. Đây, vẫn em vẫn để vậy nha. Đây, đây là nắp két nước. Trong này em tháo ra. Tháo cái nắp két nước này ra. Cái này đúng không? Đúng không? Đấy. Mở ra được chưa? Đấy, em nhìn đây. Nếu nước mà nó đang ở cái mức độ như kia là đang nó đủ. Ngày nào em cũng thăm em nhìn vào. Thế mà nó cũng vẫn ở như thế là không sao. Còn nó hụt đi thì mình phải kiểm tra xem là nó bị từ đâu, máy hao hay là do đường ống nó bị chảy để mình tìm, được chưa? Đấy, mình phải nhìn xem là nhiều khi là mình đi làm cây cối nó va quẹt hay là nhiều khi bị ai đó nghịch ngợm thì nó chảy ra. Đấy, nên là mình phải xem và mình để ý cái đấy để làm sao mà nó đủ, được chưa? Nó có một cái gen nhỏ nhỏ ấn xuống. Đấy, quay qua nữa đi. Quay qua nữa. Nữa chưa? Hai cái phải xuống đều nhau. Đấy, vặn chặt vào. Rồi, ok, như vậy là xong. Sau đó thì khi kiểm tra xong thì em hạ cái nắp capo xuống. Đấy. Đấy, hạ nắp capo xuống. Đấy. Rồi, thêm một điều nữa là sau đó thì
em có thể là nhìn xung quanh gầm máy của mình. Đấy, nhìn xung quanh gầm máy của mình xem là cái máy của mình đang làm bị khô. Thì mình nhìn nhìn xem là xung quanh máy của mình là rằng là dầu mỡ nó có bị ướt yếc không. Ví dụ như mình làm về tự dưng máy của mình đang khô mà tự dưng nó có những cái giọt dầu, giọt mỡ mà chảy ra trên cái sàn này, chắc hẳn mình phải nhìn xem là đây là từ TO hay TL hay cái gì nữa. Đấy. Và thêm một cái nữa là đây, mở cái phần này ra. Phần này là phần của ngăn kéo. Đấy, ngăn kéo bây giờ nó cũng đang khô ráo như thế này. Nếu như mà nó ướt thấm ở đâu thì mình phải kiểm tra lại TO hay nó rỉ ở đâu. Và đặc biệt trong kia nó có cây thước thăm dầu thủy lực nữa. Đấy, mình phải xem là nó đủ, cũng như kiểu thước thăm nhớt động cơ của mình, nó đủ, nó thừa hay nó thiếu hay như nào đó để mình biết là mình châm thêm và bổ sung. Đấy, nó thiếu thì do thường thường là do bục TO nó thiếu, còn nó thừa thì chắc là không có thừa đâu, đa phần là thiếu thôi. Đấy, sau đó thì mình sẽ tiến hành. Đây, như con này của em hiện tại đang đậu dốc nghiêng. Đấy, nó đang bị nghiêng, nó đang bị dốc sâu nên là thăm dầu nó sẽ không được chuẩn xác. Thì trước khi nghỉ làm việc thì mình sẽ phải đậu cho nó cân bằng. Và mình sẽ đậu theo cái vuông cần này. Thì mình kiểm tra nó chuẩn. Đôi khi cần nó duỗi ra một tí là thủy lực nó lại khác, co vào một tí thủy lực nó lại khác. Và khi mình đậu, mình cố gắng đậu bằng thì mình kiểm tra dầu mỡ nó mới chuẩn được. Đấy. Thì đây là cái bước cơ bản đầu tiên là về để kiểm tra máy. Sau khi kiểm tra máy sau thì anh em mình sẽ lên máy. Anh sẽ hướng dẫn tiếp tục cho em về phần thao tác tay chai. Đấy. Đấy, về cơ bản thì con này nó sẽ gồm có hai tay chai. Đấy. Như cái hướng của em ra thì bên này gọi tay trang phải, bên này gọi tay trang bên trái. Thì tay trang bên phải kia gồm bốn động tác: em kéo ra đằng sau là nâng lên, còn đẩy xuống dưới là hạ xuống, còn bẻ sang bên phải là mở gầu, bẻ vào trong là vào gầu. Còn tay trang bên này thì đẩy lên đằng trước là quay phải, và kéo ra đằng sau là quay trái, còn bẻ sang bên này là ra cần, cái cần đấy, còn vào trong là vào cần. Còn đây di chuyển thì gồm hai chân xích này, chân này thì chân phải, đây là chân trái. Còn mình đẩy tiến là đi tiến, còn kéo đằng sau là lùi, ngược lại là lùi. Còn cái tay trang tay kia là tay ben. Đấy, còn cái phần vặn này em vặn lên theo từng nấc thì là nó là ga, ga tay đấy. Thì trước khi làm thì là em muốn làm thì em phải hạ cái này xuống thì mới làm được, còn không hạ này thì không làm được. Thì bây giờ là trước khi vào thì em sẽ nổ máy lên. Đấy, nổ máy thì bật chìa khóa kia lên. Đấy, cho hết ga đi, nổ máy lên. Đấy. Cho nó gì không, bắt đầu kéo nổ. Thả ra luôn. Chỉ cần nổ, vặn nổ xong. Vặn nổ xong là phải nhả chìa khóa ra chứ không để giữ vậy. Cái khóa nó có cái lẫy. Thì bây giờ mình vặn về nổ xong là mình phải thả tay ra chứ không giữ. Giữ như vậy một lúc là nó cháy. Nó cháy đè, cù đè. Đấy. Thì khi mà buổi sáng sớm mình nổ máy thì mình cứ nổ là mình nhảy xuống máy mình kiểm tra cái gì đó đi cho nó thoải mái. Đang kiểm tra xong được khoảng tầm 1 2 phút cho nó nổ máy, nó bơm dầu, bơm mỡ các thứ đi cho nó nóng máy, nóng huyết đi, sau đó mình tiến hành lại. Đấy. Sau khi nổ máy xong thì bắt đầu đấy, giờ không hoạt động được đúng không? Thì bây giờ em phải hạ cái khóa an toàn này xuống. Đấy, khóa an toàn xuống. Thì bây giờ là em thử thao tác xem nào. Đây, từ từ nha, để đóng cái cửa này lại. Đây, con này thì có cái bảo vệ kính này để giúp cho là bảo vệ khi mà mình đi lang trong rừng cây. Đây, khóa lại. Đấy, bây giờ em nâng từng thao tác một thế nào. Nâng lên. Đấy. Hạ xuống. Rồi. Tiếp tục nâng lên hạ xuống đi. Rồi, sử dụng thao tác bên kia, mở gầu thế nào. Đấy, đóng gầu lại. Từng thao tác một thôi. Đấy. Rồi. Nó thử bên này vào cần, ra cần thế nào. Đấy. Tiếp tục vào cần. Quay trái, quay phải đi.
Đấy. Đấy. Được chưa? Đấy, nhớ chưa? Đấy, giờ thử đi. À, thử múc theo cái cách suy nghĩ của mình xem nào. Hiện tại em rùa đang tiến hành tập các thao tác trên không để cho nó dễ nhớ. Khi nào mà các thao tác được nhuần nhuyễn rồi thì lúc đó mình mới tiến hành xúc đất được. Tuy là khó khăn buổi ban đầu thôi, nhưng mà dù gì thì chúng ta cũng vẫn phải cố gắng các bạn ạ. Đấy, sở hữu một em Hitachi Zasit 75US đẹp nhất bản đang tiến hành tập lái ở nơi đây. Đấy. Bản thân thì em rùa cũng đã từng xem trên mạng là cũng đã nắm được sơ sơ một số thao tác rồi, nhưng mà có điều là cũng chưa nhớ nhiều lắm, nhưng mà vì là không có máy thực hành. Nhưng bây giờ thì sau khi đã mua được máy về rồi thì em ấy tự học tự thực hành để có thể tự làm các bạn ạ. Đấy. Khu này thì hiện tại đang không có nhiều máy, nên em ấy muốn là mình mua một con máy về để thứ nhất là để làm cho dân bản đây, thứ hai để phục vụ cho mình, và thứ ba là nâng cao cái đời sống mình lên. Đấy. Cái gì cũng thế, thì cái vốn dĩ ban đầu bao giờ nó cũng khó, thì chả có cái gì là dễ đâu các bạn ạ. Ai ai thành nghề thì cũng phải đi học, bất kể một cái nghề gì như vậy phải đi học thì mới có cái nghề trong tay, chứ không tự dưng là làm sao mà có nghề được. Đấy. Có điều là mình cứ chăm chút, mình cố gắng học là nó sẽ khác hơn. À, khi mình đào thì đừng mở gầu ra quá, mình để cái gầu như thế này thôi. Đấy, thử thế nào. Đấy, kéo kéo tay vào, kéo tay cần vào, kéo tay cần thôi, đừng vào gầu, kéo tay cần, đấy, nâng lên một tí, rồi múc gầu vào, gầu. Đấy, rồi, vừa vừa thôi, nâng lên một tí. Quay qua bên phải. Đấy, tầm đấy là phải mở tay gầu và mở tay cần luôn. Là hai tay đều mở ra, hai tay mở ra chứ không phải co vào. Đấy, ôi, vừa tầm thôi, đấy. Rồi, quay nhanh xong đến nơi là hãm từ từ thôi. Mình ăn quay nhanh xong là mình sẽ thả ra từ từ thì nó không bị giật máy. Đấy. Gầu mở, co mở cho vào một tí, cho gầu vào một tí, đóng gầu vào tầm đấy thôi, hạ xuống nó vào cần đi, vào cần, vừa vào vừa nâng lên một tí, đóng gầu vào, quá rồi nên là đất tràn vào ben nhiều, không sao hết. Đấy, quay qua, đổ. Tiếp tục. Lại quên rồi.
Đấy, phải nhớ được động tác trước. Đổ đi. Ôi, đừng mở gầu nhanh quá. Mở gầu vừa tới tầm thôi. Mở kịch là không tốt. Đó, bây giờ là co gầu vào này. Co gầu vào một tí. Thôi, đẩy hết tay cần ra. Vừa tầm tay cần thôi. Mở ra, rồi, vậy thôi. Nữa. Rồi, hạ xuống. Bây giờ nha, là làm thật chậm thôi. Kéo tay hạ sâu xuống. Hạ xuống, rồi, kéo cái tay cần vào. Một tay cần thôi. Chỉ kéo một tay cần thôi. Rồi, kéo. Thế, chỉ chậm chậm thôi. Bắt đầu là đóng gầu vào. Gầu đâu? Đấy, kéo cần vào. Thôi, đấy, đóng gầu lại, nâng lên. Đấy, lần sau mình hạ thấp xuống một tí nữa là sẽ được nhiều đất. Nhưng mà nó phải đều như vậy. Rồi, quay qua bên phải đổ đi. Bung tay cần ra. Cần đâu, tay cần. Đấy, vẫn chưa thuộc thao tác. Đấy, thế là nó hết. Đấy, vừa quay qua vừa bung tay cần ra. Đấy, mình vừa quay mà mình vừa dùng cái tay này. Có như vừa quay vừa dùng tay này là kết hợp hai thao tác. Đấy, đây, hạ xuống đi. Rồi, đấy, kéo vào này. Đóng gầu vào một tí. Coi, đấy, vào bên phải. Rồi, thôi, kéo vào này. Nâng lên, nâng nhẹ thôi. Nâng nhẹ thôi. Rồi thôi, nó không nâng nữa. Đấy, vụt vào, vụt cái gầu vào. Đấy, vụt gầu vào là nó sẽ được thành một gầu đất như thế này. Đấy. Bây giờ mình chỉ có học những cái phần đơn giản này thôi. Rồi, đổ đi xem nào. Bung tay cần ra thôi. Phải bung cả tay cần này ra thì nó mới đẩy ra được, mới nhanh hết đất. Đấy, vậy. Vừa tay gầu và vừa tay cần, hai tay phối hợp với nhau bẻ ra thì nó sẽ ra được nhanh đất. Có đổ gầu không thì nó lâu lắm. Đấy. Bây giờ nâng men lên thử nào. Nó nhớ không? Đấy là nâng rồi. Hạ xuống đi. Hạ từ từ thôi, nó không bỏng. Rồi. Bây giờ nâng cao cần lên để di chuyển. Lùi, lùi thế nào. Đấy, rồi ok. Thử tiến lùi thế nào. Ok đấy, rồi, tiến lên đi. Đấy, hợp lý đấy. Rồi, xúc thử thế nào. Đấy. Nói chung là cũng phải mất thêm một thời gian nữa các bạn ạ. Giờ nâng lên một tí. Rồi. Đổ đi thế nào. Ôi, vừa tầm thôi. Đấy, bông gần ra. Rồi bây giờ nha, đến cái chuyên mục là xem có nhớ không. Đọc thao tác nào, bấm thao tác đấy xem có chuẩn không nha. Bây giờ nào. Ra cần. Đó, nhầm sang quay. Đó, chưa được rồi. Bây giờ nha. Đọc phát nào là hiểu phát đấy nha. Bây giờ là quay trái. Rồi. Bây giờ là hạ xuống. Đấy, nhớ rồi. Bây giờ là nâng lên. Bây giờ là thôi vậy thôi, bây giờ là ra cần. À được rồi. Bây giờ là vào gầu. Đấy, vào gầu đây. Rồi, bây giờ là ra gầu. Rồi, bây giờ là quay phải. Rồi, bây giờ là vào vào cần đi. Vào cần. Đấy. Bây giờ là mở gầu ra. Đấy. Bây giờ là vừa quay phải vừa nâng. À, chưa nâng vậy là đang hạ xuống. Đấy là sai. Đó. Quay ngược lại đi. Bây giờ là thôi. Ê, nhanh quá. Bây giờ là hạ xuống và quay phải. À, vẫn đang nhầm. Đấy, đúng không? Chưa nhớ. Đấy, phải ok.
Thôi bây giờ là em trước khi nghỉ rồi nha, bây giờ đến trước khi nghỉ nha, lùi máy lại. Nâng, phải nâng cái gầu lên. Rồi. Nhớ đi. Rồi, tí nữa cũng được, cho nó rộng. Thôi, được rồi. Rồi, bây giờ trước khi nghỉ thì hạ ben xuống. Hạ chạm đất thôi, không cần kích quá đâu. Rồi, chống vuông cần vào. Mở hết, đóng hết gầu vậy được rồi. Ok, chống xuống để cho nó, không, mở ra. Mở ra để cho nó khỏi lòi cái xi lanh ra, để tránh trường hợp là người đi đường qua người ta gõ vào. Rồi, cho xuống. Hạ xuống thôi, co cần vào. Rồi, như vậy được đấy. Rồi, ok. Hạ xuống tí nữa. Rồi, sau đó thì mình sẽ giảm hết ga đi. Xong là ngắt cái khóa an toàn này lên. Được chưa? À, đối với cái này thì sau đó thì mình ngắt như vậy xong thì mình sẽ lại tiếp tục chờ tầm 30 giây, 1 phút hoặc hơn một tí. Sau đó mình sẽ lại tiến hành tắt máy. Đấy, ok, tắt máy. Rồi, rồi xong, nên nhớ là sau đó rút chìa khóa ra. Đấy, sau khi mình xuống, đây, mình xuống, nhớ là coi như là rút chìa khóa nha. Sau khi xuống xong thì mình sẽ đóng cửa. Đấy, đây là những cái thao tác cơ bản. Đấy, đóng cửa thì phải có lưỡi gài. Đấy, đấy, sau khi mình đóng cửa xong thì mình đóng kín lại. Rồi, đấy, trước khi về thì nhớ là khóa cửa lại. Sau đó kéo này ra xem là nó đã khóa chưa. Xong trước khi về thì mình kiểm tra xung quanh máy vòng là còn cái nắp cabo phía đằng sau này, những cái cánh cửa, cánh keo này mình đã khóa chưa, để tránh trường hợp là ví dụ như chả may ai người đi qua người ta nghịch ngợm, người ta mở ra thì người ta bỏ cái gì vào đấy hay người ta phá thì đâm ra mình nó hỏng hóc máy của mình. Đấy, nên là những cái phần này thì mình phải lưu ý để khi mà mình buổi sáng mình làm việc cho nó tốt. Đấy, như bây giờ là quên không khóa, chả may là có cái gì nghịch ngợm thì sao, được chưa? Đấy, nó rất là đơn giản thôi. Thì hôm nay là mình đã chia sẻ cho em Rùa cái cách kiểm tra máy trước khi làm việc và hướng dẫn về thao tác thay cha nha. Sau vài phút tiến hành test thử thì như thế nào? Vẫn chưa biết được các thao tác. Vẫn nhầm. Và vẫn còn quên. Còn quên. Vâng. Rồi, thì thôi học dần dần. Vâng. Có gì không biết thì lại alo cho Google. Vâng. Đấy. Thì ok, ngày hôm nay thì chỉ là những cái đơn giản vậy thôi. Ngày hôm sau thì anh em mình sẽ tiếp tục đến cái chuyên mục về bảo dưỡng máy. Vâng. Vâng, và xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong phần 3 nhé.